Thầy chào các em. Hôm nay thầy dạy tiết cuối bài số 2 phương trình định giá cơ bản. Bài số 7. Giải các phương trình sau: phương trình sin 3x trừ cột 5x bằng 0. Chúng ta học về phương trình định giá cơ bản sin x bằng a, cột x bằng a. Bây giờ chúng ta gặp cái phương trình sin 3x trừ cột 5x bằng 0. Thế thì dạy bài này như thế nào? Các em phải dùng hai góc phụ nhau. Sin của một góc alpha thì bằng cosin của góc pi trên 2 trừ alpha. Vậy ở đây chúng ta nên đưa về phương trình sin của một góc bằng sin alpha hay là cosin một góc bằng cosin alpha? Thì cái này là tùy các em giải. Nhưng mà gặp phương trình này thì thầy khuyên các em nên đưa về phương trình cosin của một góc bằng cosin alpha. Vậy thầy sẽ biến đổi cosin 5x sẽ bằng sin 3x. Phương trình 1 tương đương cosin 5x bằng sin 3x. Ở đây các em sử dụng công thức đưa sin 3x về cosin của một góc, đó là pi trên 2 trừ 3x. Tức là các em dùng công thức sin alpha bằng cosin của pi trên 2 trừ alpha. Như vậy chúng ta đưa về cosin của một góc bằng cosin alpha là chúng ta đã học trong phương trình định giá cơ bản. Để thấy biến đổi tương đương với cosin 5x bằng cosin của pi trên 2 trừ 3x. Phương trình này có dạng cosin của một góc bằng cosin alpha thì góc 5x sẽ bằng alpha cộng cả 2 pi, hoặc 5x bằng âm alpha cộng cả 2 pi. 5x sẽ bằng pi trên 2 trừ 3x cộng k2pi, hoặc 5x sẽ bằng âm của pi trên 2 trừ 3x cộng k2pi, trong đó k thuộc z. Tương đương với chuyển 3x qua bên này ta được 8x bằng pi trên 2 cộng k2pi. Phá dấu ngoặc và chuyển vế, chúng ta được bên này là 2x bằng âm pi trên 2 cộng k2pi. Cắn chia cho 8, ta được pi trên 16 cộng với kpi chia 4. X ở hòm nghiệm thứ hai là bằng âm pi trên 4 cộng với kpi. Đây chính là nghiệm của phương trình 1. Vậy chúng ta ghi đáp số. X sẽ bằng pi chia 16 cộng với k pi trên 4, hoặc x sẽ bằng âm pi trên 4 cộng với k pi, trong đó k thuộc z. Về qua bài này thì các em nhớ là trong một cái phương trình định giá chúng ta có thể biến đổi những cái công thức phù nhau hoặc có thể bù nhau để chúng ta giải. Bây giờ thầy sửa sang câu B. Bây giờ câu B giải như thế nào? Trước hết, các em thấy điều kiện của bài toán đó là điều kiện để tan 3x và tan x phải có nghĩa. Sau khi đặt điều kiện xong rồi thì bài toán này các em giải như sau.
tan 3x kèm thay bởi sin 3x trên cosin 3x, tan x thay bởi sin x trên cos x kèm quy đồng mẫu chung, và đưa về công thức cosin của tổng hai góc. Giờ chúng ta giải. Điều kiện: cosin của 3x thì khác không? Cosin của x thì khác không? Mẫu của tan 3x là cosin 3x, mẫu của tan x là cosin x. Khi đó phương trình 1 tương đương, thầy thay tan 3x bởi sin 3x chia cosin 3x. Tan x bằng sin x chia cosin x bằng 1. Kém quy đồng mẫu chung tương đương với sin 3x nhân với sin x bằng cosin 3x nhân với cosin x. Kém chuyển về trái sang về phải, chúng ta được cosin của 3x nhân cosin x trừ sin 3x nhân với sin x mà không. Ở đây chúng ta dùng công thức cos alpha cos beta trừ sin alpha sin beta bằng cosin của alpha cộng beta. Thầy sẽ nhắc lại công thức này để các em dùng. Cosin alpha nhân với cosin beta trừ sin alpha nhân sin beta sẽ bằng cosin của alpha cộng với beta. Thì với sử dụng công thức đó thì chúng ta sẽ có cosin của 3x cộng với x sẽ bằng 0, tức là tương đương với cosin của 4x bằng 0. Cosin của một góc bằng 0 thì góc đó bằng pi trên 2 cộng k pi. Chia cho 4 ta được x sẽ bằng pi chia 8 cộng với k pi chia 4, trong đó k thuộc z. Chúng ta tiếp tục kiểm tra điều kiện của bài toán ở hòa nghiệm này. Thầy viết lại x như sau. Ta có x sẽ bằng pi chia 8 1 cộng 12k. Thầy viết lại hòa nghiệm như vậy để thầy kiểm tra điều kiện cho nó nhanh. Điều kiện: cosin 3x cosin của 3x cá nhân đây với 3 thì được cosin của 3 pi trên 8 thừa số cho 2k cộng 1 kém. Để ý 2k cộng 1 là một số lẻ, nhân với số 3 là một số lẻ, cho nên không bao giờ nó bằng cosin của một góc pi trên 2 cộng với k pi được. Cho nên bao giờ nó cũng khác. Khác không? Cosin x. Cosin x là cosin
của quý trên 8. Thừa số cho 1 cộng 2k. Cũng vậy, không bao giờ bằng cosin của một góc pi trên 2 cộng với k pi được cả, bởi vì 2k cộng 1 không bao giờ là ước của 8 được, bởi vì 2k cộng 1 là một số lẻ. Cho nên cái này cũng khác không. Vậy chúng ta thấy nghiệm x bằng pi trên 8 thừa số cho 2k cộng 1, tức là pi trên 8 cộng k pi trên 4 thỏa điều kiện nghiệm của phương trình. Vậy đáp số x bằng pi trên 8 cộng với k pi trên 4, trong đó k thuộc z. Như vậy thầy đã sửa cho các em xong tất cả các bài tập về phương trình lượng giá cơ bản. Cuối cùng, thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.